số 39 Phạm Văn Hiếu, số 68 Lưu Công Thắng, cùng với đó là số 77 Nguyễn Văn Nguyền. Và tiếng còi bắt đầu hiệp đấu thứ nhất của trọng tài đã vang lên. Với việc vừa điểm qua đội hình xuất. Tình huống sút bóng ngay lập tức đến từ cầu thủ bên phía Giao Tần. Một tình huống ra chân rất nhanh đến từ cầu thủ số 68. Lưu Công Thắng vừa rồi có một tình huống bất tốc và một tình huống đột biến đến từ Văn Tuấn. Cơ hội dành cho thủ vô bàn vào. Tràng vỗ tay dành cho thủ vô bàn. Một tình huống trời bình tĩnh, bất ngờ phản công. Và bàn thắng cũng như thế bất ngờ đến. Văn Cường vừa là vừa người chuyển bóng không tốt. Tình huống tấn công đều cầu thủ Giao Tần. Ghi bàn không, không vào. Một tình huống xoay sở tốt. Nhưng cú ra chân cuối cùng của cầu thủ bên phía Giao Tần vừa rồi, bóng đã không đi vào lưới. Tình huống phất bóng của Tuấn Bờ, đội trưởng bên phía. Tình huống đánh đầu nguy hiểm. Có lẽ trong tình huống cuối cùng vừa rồi thì bóng đã tìm đến chiếc cột dọc của cầu thủ Vũ Bản. Đường phất bóng lên trên của Tuấn Bờ thực sự rất tốt. Cơ hội không vào. Bóng đã lại tìm đến cột dọc. Hai đội đều đã có cho mình những tình huống thiếu may mắn. Đội trưởng của cầu thủ bên phía Vũ Bản vẫn đang chơi rất tốt. Đưa bóng vào trong, cơ hội nguy hiểm, không vào. Đẩy phải lên, phải nóng quá, ngáo rồi. Cơ hội nguy hiểm. Một tình huống bảy người tốt đến từ thủ môn bên phía cầu thủ Vũ Bản. Sẽ vẫn tiếp tục thuộc về cho cầu thủ Giao Tần. Nguy hiểm. Chúng ta có thể thấy liên tục là những cơ hội nguy hiểm mà Giao Tần tạo ra. Và tạm thời sóng gió sẽ trôi qua trước khung thành của cầu thủ áo xanh. Đường chuyền 3-2 từ cầu thủ Giao Tần. Vũ Bản. Cầu thủ Vũ Bản trong tình huống vừa rồi lại chưa thể thực tận dụng tốt thành công cơ hội 3-2 vừa rồi. Cơ hội cho Giao Tân vẫn còn. Cú sút không thành công. Đã vẫn đang là công thắng của Giao Tân. Cơ hội không vào. Người thực hiện pha sút cuối cùng trong tình huống vừa rồi có lẽ ở vị trí của Văn Nguyên. Cơ hội nguy hiểm. Cú sút không vào. Một tình huống đưa bóng ra cột hải. Nhưng tình huống dứt điểm vừa rồi thực sự là chưa được tốt. Một tình huống Phạm Minh Hiếu chỉ còn một việc là đặt một pha. Phá bóng an toàn. Cơ hội nguy hiểm cho Giao Tân. Không vào. Công Nhật Hào một lần nữa chưa có thể đưa bóng vào khung thành của cầu thủ Vũ Bản. Số là 1-0. Vẫn đang là cầu thủ Vũ Bản. Cơ hội vào. Một sự lạnh lùng của Lê Văn Đức. Một cú sút không cho cầu thủ Giao Tần có cho mình cơ hội nào cả.
một pha tuyệt vời đến từ các cầu thủ bên phía Vũ Bản. Cơ hội nguy hiểm, Văn Đức. Cơ hội không vào. Một tình huống bàn bật rất tốt đến từ các cầu thủ áo xanh. Bóng được mở ra, làm tường rất tốt. Cơ hội vào. 3-0 dành cho cầu thủ Vũ Hoàn. Có lẽ trận đấu đang đi vào những tâm lý vô cùng rối bời của cầu thủ Giao Tần. Những bàn thắng liên tiếp đến với các cầu thủ Vũ Bản. Đường chuyền xuống đáy, quả người hay đến từ Văn Nguyên nhưng không vào. Đường đưa bóng cuối cùng thì lại không chính xác. Đình Phong, Đình Phong mở cánh, cú sút vào. Một tình huống rất nghệ sĩ đến từ Văn Đức. Một tình huống có lẽ đó là một tình huống đánh gót của cầu thủ mặc áo số 14. Rất hay đến từ các cầu thủ Vũ Bản. Tiếng còi của trọng tài cũng đã kết thúc trận đấu giữa cầu thủ Vũ Bản cùng với cầu thủ Giao Tần. Và xin chào quý vị và các bạn, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những trận đấu tiếp theo.